Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn thể các bác làm thợ bẫy cò vạc trên mọi miền Tổ quốc. Thì ở nội dung của video ngày hôm nay thì số bên em lại xin giới thiệu từ các bác về hai cái mẫu que nhựa dùng để bẫy cò vạc. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về hai cái mẫu que này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Thì để được mua bán thành công thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Không thì các bác có thể là kết bạn trực tiếp vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cụ thể. Còn nào bây giờ thì em xin đi vào giới thiệu chi tiết để cho các bác cùng làm bắt được nhé. Về cái mẫu que này thì ở bên cơ sở là gồm hai loại. Một là lan truyền thống, đấy lan truyền thống đó là lan tre. Và hai là lan công nghiệp, nó là lan cáp quang. Về cái lan tre này thì về ưu điểm của nó thì cái thứ nhất là các bác ra keo nó rất là dễ. Đấy, ra keo rất là dễ. Và cái thứ hai nữa là các bác sử dụng đánh cò trắng hoặc là đánh vạc thì rất là hiệu quả. Với cái chiều cao thì ở bên cơ sở em là đã cắt với cái kích thước là phù hợp cho các bác sử dụng rồi. Chiều cao của nó là 48cm. Về que tre này thì vót 100% là bằng que cật như thế này. Đấy, các bác có thể thấy là que cật như thế này. Que cật này thì nó rất là dẻo này. Cái tỷ lệ hao que thì nó không có các bác nhé. Đầu trên thì bên cơ sở em là sẽ vót bé này. Và đầu dưới thì sẽ để to. Đấy, khi các bác cắm thì nó sẽ giấu, nó chỉ hở cái phần đầu ấy lên bên trên thôi. Còn đầu về que tre này thì vót bằng que tre già 100%. Đấy, đảm bảo cho các bác là khi về sử dụng, cái thứ nhất là nó sẽ không bị mối mọt. Và cái thứ hai nữa là bên cơ sở đã phơi rất là khô rồi. Đấy thì về các bác là sẽ không lo là cái phần bị mốc ẩm nữa nhé. Về que tre này, ưu điểm nữa của nó là khi các bác sử dụng các bác đánh thì nó sẽ không bị chảy que. Đấy, chảy nhựa từ que ra. Đấy, đâm ra các bác đánh vạc thì đánh cả ngày cả đêm được. Đâm ra là các bác yên tâm. Đối với que tre này đã khô 100% như thế này rồi, các bác vào cái loại nhựa A1 ấy. Đấy, cái nhựa loại 1 đấy thì các bác sử dụng thì đánh thì không bao giờ là sợ bị nhựa chảy cả. Và cái thứ hai thì xin giới thiệu tới các bác là về cái lan cáp quang. Ở lan cáp quang đây thì nó sẽ có một cái loại là ly 7 như thế này. Đấy, chiều dài thì bên cơ sở cắt là lon lon 50 phân cho các bác để các bác sử dụng đánh cò bợ. Đấy, hiện tại thì ở ngoài miền Bắc thì anh em bắt đầu là triển khai đánh cò bợ rồi. Đấy cũng là một cái nguồn thu kinh tế rất là cao so với tất cả những cái ngành nghề khác. Giá cò bợ hiện tại thì ở Bắc Giang thời điểm này đang là 35.000 đồng trên một con. Đấy, ngày anh em buổi sáng một chút đấy, anh em đi đánh tầm khoảng chục con là anh em cũng có 350 rồi. Đối với que này, ưu điểm của nó thì nó sẽ không bị gãy nha các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy rất là dẻo đây. Nhược điểm của nó thì khi các bác ra keo thì nó hơi bị rít một chút, gọi là một chút thôi, ra chậm hơn que tre một chút thôi, nhưng mà nó bù lại là nó sẽ không bị hao que. Và cái thứ hai nữa, nó chỉ có một ly 7 thôi thì khi các bác sử dụng đánh cò ấy thì con cò nó sẽ không bị lộ. Và cái ưu điểm nữa là khi các bác cắm như thế này, con cò đậu vào thì nó sẽ đu con cò xuống này. Đấy, đu con cò xuống xong bắt đầu nó sẽ nhả con cò lên, không thì là đổ keo, đổ que xuống. Thì con cò nó sẽ khi mà bị dính keo ấy, thì nó sẽ không bị kêu, để nó không bị kêu nhiều so với những cái mẫu que to khác các bác nhé. Ở về cái que này thì bên cơ sở là bán 200.000 đồng trên 1 kg này. Đấy, trên 1 kg đã cắt sẵn cho các bác rồi. Còn về que tre thì bên cơ sở là sẽ tính là bán 1.000 đồng trên một que, bởi vì công gia công nó đã rất là đắt rồi, gọi là bán kèm theo khi các bác mua keo bên cơ sở thôi. Đấy, một video thì cũng xin giới thiệu tới các bác là về hai cái mẫu que để dùng để bẫy cò. Đấy, mà được anh em thợ bẫy hiện tại sử dụng nhiều nhất hiện nay. Đối với anh em nào mà có nhu cầu ấy, thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề nhé. Anh em điện đến thì bên cơ sở là sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em, cũng như là lên đơn gửi hàng cho anh em. Còn hàng thì em sẽ gửi hàng khắp mọi miền Tổ quốc, đâm ra là anh em khi mua hàng là yên tâm. Đấy, chỉ ở nhà cầm điện thoại lên, alo là hàng có tới nơi. Ở hiện tại thì dịch bệnh cũng rất là lan giải. Thì khi anh em, chỗ anh em nào mà khu vực mà chưa có dịch ấy, thì anh em có thể là tranh thủ đặt sớm đấy, để tránh cái tình trạng mà ví dụ mà có những cái ca lây nhiễm cộng đồng ở gần chỗ anh em là khi đấy là sẽ bị phong tỏa, là anh em không nhận được hàng. Đến mùa vụ rồi mà không có đồ đi bẫy thì lúc đấy là rất là phức tạp. Đấy, đối với anh em nào mà có nhu cầu thì anh em có thể là đặt trước. Hiện tại thì bắt đầu đánh rồi thì tầm khoảng nửa tháng nữa thì cò nó bắt đầu đi mạnh, thì anh em có thể là đặt luôn từ bây giờ để đảm bảo là hàng lúc nào, đồ mình lúc nào cũng có trong nhà. Đến mùa vụ là mình chỉ việc đi đánh thôi. Còn một video thì cũng xin kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.